Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chúng ta đã được sống trong những ngày tháng 8, tháng của những dấu ấn lịch sử. Và ngày 19 tháng 8 năm 2022 cũng là ngày kỷ niệm 77 năm truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị, các đồng chí và các bạn một ca khúc ngợi ca hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trên quê hương xứ Trầm Biển Yến, Khánh Hòa, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Và một điều đặc biệt của ca khúc này lại đến từ chính những tác giả sáng tác ca khúc. Bảo vệ bình yên hạnh phúc quê hương ta, bản lĩnh nhân văn Công an Khánh Hòa, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, truyền thống anh hùng giữ tròn niềm tin. Công an trên quê hương Khánh Hòa mang trong tim một tình yêu thiên tha, biên duyên hải xứ Trầm hương nên thơ, những bài ca dài biển xanh bao la. Khánh Hòa là xứ Trầm hương, non cao biển rộng người thương đi về, yến xào mang đậm tình quê, sông sâu đá tạc lời thề nước non. Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng. Gần 370 năm hình thành phát triển trong dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc, truyền thống yêu quê hương, đất nước của nhân dân các dân tộc anh em trên quê hương Khánh Hòa đã được tôi luyện, thử thách trong hào khí của các cuộc cách mạng, trong đấu tranh phòng chống thiên tai, địch họa cũng như trong lao động sản xuất và sáng tạo. Truyền thống đó là một trong những nét nổi bật của lịch sử quê hương Khánh Hòa, được kết tinh từ các thế hệ cha ông, những người đã đổ biết bao mồ hôi, công sức và cả xương máu để khai phá, xây dựng và bảo vệ quê hương trong suốt chiều dài lịch sử. Với lực lượng Công an Nhân dân Khánh Hòa, hành trình 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành tuy không dài so với lịch sử của quê hương, song bằng tình yêu, niềm tự hào về quê hương, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mất mát, hy sinh, lập nên những chiến công xuất sắc, trở thành những dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Khánh Hòa. Là người con của quê hương xứ Trầm Biển Yến, Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn đã có 35 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân. 35 năm trưởng thành từ một chiến sĩ cảnh sát khu vực cho đến nay là một trong những sĩ quan chỉ huy cao nhất của lực lượng Công an Nhân dân Khánh Hòa. Ông luôn mong ước có một tác phẩm âm nhạc viết về người chiến sĩ Công an Khánh Hòa. Từ nhỏ được chứng kiến các thế hệ cha anh chiến đấu anh dũng, ngoan cường giành lại độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Lớn lên được khoác lên mình bộ cảnh phục của lực lượng Công an Nhân dân, trực tiếp bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc trên quê hương. Đó chính là những trải nghiệm, những chất liệu giúp Đại tá Nguyễn Văn Ngàn viết nên những ca từ đầu tiên của bài ca Công an Khánh Hòa. Ngay trong những ngày ấp ủ viết bài ca Công an Khánh Hòa, như một cơ duyên khi Đại tá Nguyễn Văn Ngàn gặp nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến. Và cũng từ đó, những ca từ mộc mạc, giản dị, chân thật nhưng cũng không kém phần chất thơ được viết lên từ tình yêu quê hương Khánh Hòa, tình yêu với lực lượng Công an Khánh Hòa của Đại tá Nguyễn Văn Ngàn đã được nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến thổi hồn bằng những nốt nhạc đầy cảm xúc, mang âm hưởng sôi nổi và đầy tự hào. Là chiến sĩ công an mang trong tim lời thề, bảo vệ an ninh trật tự an toàn, sân bay bến cảng chùa Long Sơn họ Muôn, cam ranh ba ngòi thiêng liêng Trường Sa, cùng sát cánh bên nhau hiệp đồng chung ý chí, luôn sẵn sàng vì con nước hy sinh, vùng núi đồng bằng thành phố biển đảo, trên mỗi địa bàn
ngày đêm canh gác tuần tra. Kính chào quý vị và các đồng chí. Ngay bây giờ xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ và giao lưu với Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến để có thể hiểu rõ hơn về ca khúc bài ca Công an Khánh Hòa. Vâng, trước hết xin được hỏi Đại tá Nguyễn Văn Ngàn. Thưa Đại tá, mặc dù không phải là người sáng tác chuyên nghiệp, song Đại tá đã góp phần mang đến cho quý vị khán giả một ca khúc rất hay và ý nghĩa về lực lượng Công an Khánh Hòa. Ca khúc đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân Khánh Hòa, bản lĩnh, nhân văn, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những cảm xúc đó có được phải chăng xuất phát từ chính những công việc, những trải nghiệm hàng ngày của người chiến sĩ Công an Khánh Hòa, phải không thưa Đại tá? Tôi sinh ra và lớn lên và trưởng thành trên quê hương Khánh Hòa. Giàu truyền thống cách mạng, con người Khánh Hòa cũng rất là hiền hòa và mến khách. Tôi cũng rất là may mắn và cũng rất hạnh phúc được tham gia vào ngành Công an Nhân dân Việt Nam. Và cũng chính cái ngành này đã luôn làm cho tôi tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành như ngày hôm nay. Qua hơn 35 năm công tác trong ngành công an, với sự nỗ lực phấn đấu cũng như là cái kỷ niệm về cái tình yêu thương và cái sự tâm huyết của mình, cho nên trong tim tôi muốn viết lên một ca khúc về bài ca Công an Khánh Hòa, nói về quê hương đất nước và con người Khánh Hòa, và đặc biệt là nói về người chiến sĩ Công an Khánh Hòa đã có những cống hiến, những chiến công thầm lặng, và cũng đã có những đồng đội đồng chí của chúng ta đã ngã xuống, đã anh dũng hy sinh trên quê hương Khánh Hòa để bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Nhớ lại cách đây 5 năm, trong một cái dịp tình cờ tại Nha Trang Khánh Hòa, tôi có dịp gặp, cũng là cái cơ duyên, với nhạc sĩ nhì kỹ nhân dân Doãn Tiến. Tôi có chia sẻ và tôi có nói lên cái nỗi niềm và ấp ủ viết về một ca khúc về bài ca Công an Khánh Hòa. Thế thì nhạc sĩ Doãn Tiến cũng đã đồng ý và vui vẻ nhận lời giúp tôi. Tuy nhiên, trong 2 năm vừa qua, do tình hình dịch Covid cũng như nhiều việc mà nhiệm vụ công an chúng ta phải làm, cho nên cái bài ca về Công an Khánh Hòa giữa tôi và nhạc sĩ Doãn Tiến vẫn chưa thực hiện được. Hôm nay chúng ta đang sống trong một cái môi trường bình thường mới, và nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8, tôi với nhạc sĩ Doãn Tiến cũng đã thống nhất để xin phép cho ra bài hát về bài ca Công an Khánh Hòa. Dạ vâng thưa Đại tá, qua bài ca Công an Khánh Hòa thì chúng ta thấy được là vẻ đẹp bình yên của quê hương xứ Trầm Biển Yến gắn liền với những địa danh, với những di tích lịch sử, với những danh thắng nổi tiếng như Thiêng Liêng Trường Sa, Chùa Long Sơn, danh thắng Hòn Trồng. Và phải chăng đằng sau sự bình yên ấy chính là những cống hiến, những hy sinh không mệt mỏi của người chiến sĩ Công an Nhân dân Khánh Hòa thưa Đại tá? Vâng, có thể nói rằng quê hương đất nước Khánh Hòa, những cái vẻ đẹp của con người Khánh Hòa cũng đã toát lên được trong bài ca. Và nhiệm vụ của lực lượng Công an Khánh Hòa trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục phát huy cái truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Khánh Hòa. Chúng ta phải tiếp tục học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an Nhân dân, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Và đồng thời tôi cũng sẽ xin phép và tôi cũng sẽ kính tặng bài ca Công an Khánh Hòa cho Công an tỉnh Khánh Hòa để hát và bài hát truyền thống đầu tiên của Công an Khánh Hòa trong lực lượng Công an Khánh Hòa. Thưa quý vị và các đồng chí, là một người chiến sĩ công an, mỗi lần nghe giai điệu hào hùng và những lời ca của bài ca Công an Khánh Hòa, tôi luôn cảm thấy xúc động và rất tự hào. Thưa nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến, ông hãy chia sẻ cảm xúc của mình khi phổ nhạc cho ca khúc này ạ. Vâng, cái đây 5 năm được gặp anh Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nói với nhau những cảm xúc rất đặc biệt của anh. Từ một người chiến sĩ mà nay đã trở thành một người lãnh đạo, được kinh nghiệm rất lâu năm
và đã cống hiến cho cái sự nghiệp của mình một cách đau đớn, một cách rất máu thịt. Tôi cảm nhận ở anh những cái sự chia sẻ đối với ngành, với ngành nghề, và anh cũng rất khao khát có một cái ca khúc để lại cho công an của tỉnh của mình. Nó như một cái ca khúc mà mang ý nghĩa truyền thống. Sau khi mà đã hình thành những cái ý tưởng, những cái lời văn, lời thơ của anh đã tạo cho tôi những cái cảm xúc rất đặc biệt, rất đặc biệt. Bởi vì anh là con người đã hiểu rất sâu sắc về cái công việc của mình, nó như máu thịt mà. Thế cho nên là nó truyền tải cho tôi, không những ở cái lời thơ, lời văn của anh viết ra, nhưng anh còn truyền tải cho tôi cả cái tâm huyết của anh, nó để cho tôi có những cái cảm xúc nó dâng trào lên. Ca khúc đó đặc biệt ở chỗ là nói về công an Khánh Hòa, nhưng mà cũng như là nói về Khánh Hòa, bởi vì trong đó nó truyền tải tất cả các cái nhiệm vụ của người chiến sĩ công an để mà cho một cái vẻ đẹp thần tiên này bảo vệ cho nó được. Cho nên là trong tôi nó nhiều cái cảm xúc nó dâng trào. Làm sao cái âm nhạc đó nó đáp ứng được những cái lời của anh? Bởi vì ở một cái xứ rất đẹp thế này, rất yên ả, rất hồn nhiên, rất nên thơ, thơ mộng như thế, nhưng mà âm nhạc lại vẫn rất hào hùng. Hai cái đó tương phản với nhau, mà chính sự tương phản đó nó tạo nên một cái sức mạnh của âm nhạc. Chính sự tương phản nó sẽ tôn nhau lên, tôn được vẻ đẹp nhưng lại tôn được cái tâm huyết và cũng như là cái sức chiến đấu của người chiến sĩ công an để bảo vệ nó. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm mà nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến đã dành cho lực lượng công an Khánh Hòa. Và xin được hỏi ông, đó là viết về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân mà sử dụng âm nhạc để khắc họa thì đã là cái việc mà rất là nhiều nhạc sĩ đã thực hiện và rất là thành công rồi. Thì không biết là trong sáng tác lần này của mình thì nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an Khánh Hòa như thế nào, có điều gì đặc biệt ạ? Khi mà đọc được những cái vần thơ, những cái ý nhạc, tôi nghĩ rằng đối với công an Khánh Hòa, âm nhạc nó vừa phải hoành tráng, vừa hào sảng, mạnh mẽ, nhưng mà rất thân thương. Nó rất thân yêu ở chỗ là tôi cảm nhận được ở người chiến sĩ công an cái tính nhân văn rất cao. Những người chiến sĩ luôn luôn sát cánh bên nhau, tình đồng đội, tình đối với nhân dân, tình đối với cuộc sống này, đời sống này. Thì tôi muốn truyền tải cái âm nhạc của nó vừa mạnh mẽ nhưng mà lại vừa rất là thơ mộng. Vẫn rất nên thơ khi mà cái miền quê này nó đẹp như thế nào, mà chính nó đẹp như thế nào ấy thì cái sức vóc của người chiến sĩ nó càng phải lớn, nó càng phải lớn để bảo vệ cho cái sự bình yên đấy. Và kết thúc của nó là gì? Là một đơn vị anh hùng, truyền thống anh hùng là phải được thể hiện, và sự hào sảng đó là kết thúc của bài hát này. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn đại tá Nguyễn Văn Ngàn, cảm ơn nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến. Đây đúng là cơ hội để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ca khúc bài ca Công an Khánh Hòa. Bảo vệ bình yên, hạnh phúc quê hương ta. Bản lĩnh nhân văn, công an Khánh Hòa. Bản thân tôi cùng với các đồng chí trong đội văn nghệ công an tỉnh Khánh Hòa cảm thấy rất vinh dự khi là những người đầu tiên được lựa chọn để thể hiện ca khúc bài ca Công an Khánh Hòa. Được biết, đây cũng là ca khúc đầu tiên viết về cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bài hát với những ca từ mộc mạc nhưng rất đổi vui tươi, hào sảng khi nhắc đến những địa danh lịch sử, những danh lam thắng cảnh của quê hương Khánh Hòa, và là cảm xúc tự hào của những người chiến sĩ khi được khoác lên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân. Vì vậy, tôi và các đồng chí của mình đã rất cố gắng để luyện tập làm sao có thể thể hiện được hết cảm xúc đó qua từng lời hát. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn đòi hỏi sự chuẩn mực và tính chính trị trong từng ca từ. Điều đó rất dễ dẫn đến những lối mòn của sự khô khan. Tuy nhiên, với bài ca Công an Khánh Hòa thì lại khác. Những ca từ giản dị, giàu chất thơ, xuất phát từ chính trái tim của người viết, được người nhạc sĩ thổi cảm xúc qua từng nốt nhạc đã tạo nên một tác phẩm mang âm hưởng sôi nổi và đầy tự hào. Đó cũng chính là điều giúp bài ca Công an Khánh Hòa chinh phục được trái tim quý vị khán thính giả. Và trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam Anh Hùng 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2022, chúng tôi xin dành tặng ca khúc này đến các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Khánh Hòa. Các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, khắc ghi 6 điều Bác dạy: vì bình yên tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cao về bình yên, hạnh phúc quê hương ta. Bản lĩnh nhân văn, công an Khánh Hòa. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Truyền thống anh hùng giữ tròn niềm tin. Người chiến sĩ công an trên quê hương Khánh Hòa mang trong tim một tình yêu thiên tha, biên duyên hải xứ trầm hương nên thơ. Những bài ca dài biển xanh bao la, tròn niềm tin trong ta bảo vệ bình yên quê hương. Đang dân tổng thân ái yêu thương, ý chí kiên cường bản lĩnh phi thường, trung thành với đảng một niềm tin sẵn sàng. Chặt chừng rừng núi sông sâu biển rộng, bước chân thầm lặng ngày đêm, vì hạnh phúc nhân dân là lẽ sống của ta, hồi hướng trong tim cháy bỏng thiết tha. Chiến sĩ công an Khánh Hòa phòng chống tội phạm đâu mưu đâu chi, anh dũng kiên cường được đồng chung ý chí, bảo vệ bình yên giàu đẹp quê. Công an mang trong tim lời thề bảo vệ an ninh trật tự an toàn, sân bay bến cảng chùa Long Sơn Hòn Muôn, cam ranh ba ngòi thiêng liêng Trường Sa. Cùng sát cánh bên nhau hiệp đồng chung ý chí, luôn sẵn sàng vì tổ quốc hy sinh. Vùng núi đồng bằng thành phố biển đảo, trên mỗi địa bàn ngày đêm canh gác tuần tra. Hàng trồng đào yên vinh vương tham bà, nhà trang đón du khách gần xa. Từ vùng sâu vùng xa đến thành thị nông thôn, đường sắt đường bộ đường thủy đường sông an toàn. Chiến sĩ công an Khánh Hòa phòng chống tội phạm đông mưu đấu chi, ngày đêm cơ động vượt mọi hiểm nguy, bảo vệ bình yên giàu đẹp quê hương ta. Chiến sĩ công an Khánh Hòa phòng chống tội phạm đâu mưu đâu chi, anh dũng kiên cường hiệp đồng chung ý chí, bảo vệ bình yên giàu đẹp. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ca khúc bài ca Công an Khánh Hòa mang âm hưởng sôi nổi, hào hùng như một khúc quân hành ca hùng tráng, hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ Công an Khánh Hòa tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ bình yên và hạnh phúc trên quê hương xứ trầm biển yến Khánh Hòa. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.